Từ năm 2022 đến nay, huyện Định Hóa đã huy động các nguồn lực triển khai xóa nhà tạm, nhà rột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn. Từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng một nhà do công ty cổ phần Vinhome, tập đoàn Vingroup tài trợ cho chương trình xây dựng nông thôn mới, cùng các nguồn lực huy động khác, hơn 900 ngôi nhà tạm, nhà rột nát của người nghèo trên địa bàn huyện đã được xây dựng mới với kinh phí trên 50 tỷ đồng. Để công tác xóa nhà tạm, nhà rột nát thực hiện có hiệu quả, huyện Định Hóa đã chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với các xã thị trấn tích cực ra soát và huy động các nguồn lực từ quỹ vì người nghèo, nguồn vốn xã hội hóa để giúp các hộ khó khăn về nhà ở, xóa được nhà tạm, nhà rột nát, phấn đấu hoàn thành tiêu chí về nhà ở để về đích nông thôn mới vào cuối năm 2023.